Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở khu vực phường 2 của quận 8 nha, trên đường Âu Dương Lân, đối diện bên kia đường là Ủy ban nhân dân phường 3 nha anh chị. Thì Âu Dương Lân hướng thẳng này thì mình về lại đi thẳng luôn mình ra đường Dương Bá Trạc ha. Hoặc là mình về lại khu Cao Lỗ nha anh chị. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở mặt tiền của đường Âu Dương Lân luôn ở mặt tiền đường nhựa có vỉa hè trước nhà 6 mét nữa nha anh chị đó, có vỉa hè trước nhà 6 mét ha ở đây là khu vực của phường 2 quận 8 ha. bên kia đường là phường 3 đó anh chị mình thấy đằng kia ha, là mình có cái ngã ba ngã ba đường đẳng chất thì mình đi lên cầu uh, chữ y mình về lại trung tâm của quận 5 quận 1 theo hướng đẳng chất ha hoặc là mình ra Nguyễn Huy Tần mình về chợ gạch ông ở căn nhà mình có vỉa hè trước nhà 6 mét nha ở một căn nhà có vỉa hè sát có vỉa hè trước nhà 6m nè. Đây để xe thoải mái trước nhà luôn. Vỉa hè rộng rãi ha. Ở đây là khu vực của phường 2 quận 8 nè. Đây là vỉa hè trước nhà của mình nè. Đó. Các nhà này có chiều ngang 5m và chiều sâu vào là 20m nha anh chị. Hai lầu. Ở trên trước nhà mình có cái cây xưa trước nhà đó nè. Địa chỉ là 71 đường Âu Dương Lân, phường 2 quận 8 nè. Trước đây thì kinh doanh giờ chủ lấy lại và bán luôn ha pháp lý rõ ràng mua bán ký công chứng sang tên ha sổ hồng hoàn công đầy đủ ở đây là phường 2 của quận 8 nha anh chị gần chợ gạch ông gần quận 8 mình sắp đón chào một cái Eon mới thì nằm ở đường Tạo Quân Vũ thì vị trí trước nhà mình chạy qua Eon thì một phút đi theo đường Âu Lân này thẳng qua đây là tới đường Tạo Quân Vũ ở cái biển nhà trước nhà của mình đây ha sáu mét nha anh chị thuận tiện kinh doanh nhiều ngành nghề chủ giảm gần một tỷ nữa chủ giảm một tỷ nha tổng cộng là một tỷ và ở đây thì mật độ xây dựng của mình cao một căn nhà mặt tiền mặt, thì nếu mình mua ở ngoài khu chung cư thì mình chỉ xây được hạn à, mức bao nhiêu tấm và ở đây thì à, khoảng 5 tấm còn ở đây mình xây được tới 7 tấm nha Đó, anh chị mình xem căn đối diện nè Đó, xây 7 tấm nha anh chị mật độ xây dựng ở đây mình xây dựng được 7 tấm và ở đây cũng gần à, kế bên quận 5 thôi qua cầu chứ chữ y là mình tới rồi theo đường sản chất uh, qua heo Nguyễn Hy Tận á nhưng vào trong review bên trong cho anh chị mình xem á nhà mình còn cao ở xung quanh chỗ ốp tường cao lên tới một mét rưỡi nha cửa thì xài cửa cuốn xuống nha anh chị ở đây xài cửa cuốn từ vị trí này nè từ vị trí này nè ha từ mấy tường mấy gạch này nè sâu vào tới cuối trong á cuối trong là 20m gần 20m và nhà mình ở hậu 5m thực tế thì trước đây là 3m8 nha vị trí trước nhà mình 3m8 sâu vào là 10 20m và nở hậu 5m ha nhà mình có một cái nhà là đúc bê tông cũng thép hết mình có một phòng ngủ dưới trệt đây không gian ở trước đây cho thuê và bán quán cà phê hướng nhà của mình là hướng uh, tây nam nha anh chị hướng nhà là hướng tây nam ha Đó. nhà đúc hết luôn nhà đúc bê tông cũng thép hết luôn nha anh chị nó vỉa hè trước nhà kinh doanh quận 8 cái đường Âu Dương Lân này thì nó ngắn nhưng mà nó rất là sung túc nha nó rất là một đoạn đường này là nổi bậc nhất của quận 8 mình luôn á về pháp lý thì mình có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên nha và hiện tại thì chủ đang giảm xuống còn 13 tỷ 980 triệu nha anh chị 13 tỷ 980 triệu ha nó giảm tổng cộng gần cả hơn cả tỷ rồi đó hơn một tỷ luôn á anh chị ở chủ chốt bán ha thì mình cứ đến xem gặp bất động sản đi này đi mình quên đến xem gặp vị trí xem vị trí đi rồi mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá nha giá này vẫn còn thương lượng nha anh chị Nói chủ quyết tâm chủ bán nha dưới chợ mình có nhà vệ sinh đó cầu thang này cầu thang đúc nha cầu hang đúc mình đi lên dưới đây còn cái khoảng trống nhà vệ sinh ở dưới đây kinh doanh thì ở ngoài sau mình làm cái phòng nè đó mình làm một cái cửa chỗ này kéo ra đó, chỉ cho ba kinh doanh ngoài phía trước này thôi Nên làm cái vách nhà sổ hồng mặt tiền có chưa tính vỉa hè trước là 6 mét nữa đó. trước nhà thì mát mẻ có cây xanh thuận tiện kinh doanh rồi cầu thang này nằm ở giữa nha cầu thang này nằm ở giữa rồi công gian phòng khách phía trước không phía trước ha rồi cuối cùng dưới này nè dưới này thì ngoài sau lưng cái cây chân cầu thang thì có cái nhà vệ sinh đó, có nhà vệ sinh nha trần nhà cao ráo sạch sẽ đó anh chị mình xem đường đà nè đà rất là cao luôn nha đó anh chị mình xem ha xung quanh đường đà hiện ra rõ ràng nhà rất là cao ở đây có cái cửa sổ nữa sổ hồng riêng được hoàn công mua bán ký công chứng sang tên căn này anh chị mình về cải tạo lại ha cải tạo sơn sửa lăn sơn nước lại đó đưa các thiết bị mới vào là căn nhà đẹp long lanh nha thiết bị dán tường đồ này kia ha đó, những căn nhà đẹp 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 á về kể tạo sơ cái là đẹp long lanh liền một trệt hai lầu đó anh chị rồi đây phòng ngủ thứ nhất của mình rồi nha ở dưới trệt ở lối đi nè đó, lối đi rộng rãi ha nhà nở hậu 5 mét nha anh chị đó, nhà nở hậu 5 mét rồi nhà vệ sinh phía dưới nè Vệ xin phía cuối còn không gian bếp ở đây ở đây thì xưa nó làm thì nó xây gạch luôn ha bây giờ mình cần thì làm cái tủ bếp cao tầng lên cải tạo làm tủ bếp cao lên đụng cần luôn mà trần này cao quá Đó. thì nhà quá cao luôn nhà đúc bê tông cốt thép hết dưới trệt mình có nhà vệ sinh đây là nhà vệ sinh thứ hai rồi nha anh chị ở trước gái đây cái ha Đó. Vị trí là phường 2, phường 2 của quận 8 nha anh chị Ở đây là phường 2 của quận 8 nha Nằm ngay uh, Gần chợ gần Ông nè đó, Đường Âu Dương Lân Một con đường uh, sôi nổi bậc nhất đó, nhà mình ở hậu đó, anh chị thấy xéo xéo, xéo quá nè 5m ha, đó, hậu 5m Cầu thang thì uh, xưa là cầu thang đúc kiểu này Xây dựng gỗ diện tích rất lớn anh chị ở đây xây dựng lên tới 7 tấm nữa nha mình có thể xây mới là mình xây 7 tấm luôn nha anh chị mua bán thì sổ hồng ký công chứng sang tên vị trí sát bên quận 5 luôn qua cầu chữ y rồi tới nha. tám mình sắp có một cái trung tâm thương mại Eon ha nằm trên đường Tạ Quang Vũ thì cũng gần đây khoảng một phút đi xe máy là mình tới rồi nha anh chị rồi không gian tầng 1 thì chia ra phòng trước phòng sau trước đây thì kinh doanh đó, kinh doanh ở dưới quán cà phê ở trên đây cho thuê phòng thì đó chị mình xem á cửa là cửa gỗ nè đó cửa gỗ này ha đó, nhà cũ người ta xài cửa gỗ rất là xịn sò luôn rộng rãi đó, một phòng ngủ lớn vậy có cái bếp rồi ở đây có cái nhà vệ sinh phía trong luôn đó, làm thì gặp phòng phòng khách chỗ này ha cho hơi nguyên một cái gian giống vậy nha rồi à, mình xem đường đà nè nhà thì mình xem bức tường thôi ở trên đường đà nè nó chắc chắn đây có cái vách anh chị mình về cải tạo lăn xương nước đổi gạch đó, là đẹp long lanh rồi ha đây làm được tới hai phòng luôn á rộng rãi đây có cái vách nhôm rồi được nước mấy giặt đồ để đây bếp đó. Đó, sàn nước nhà vệ sinh ở đây là trên không gian tầng 1 phòng phía sau nha anh chị ở đây mình có cái khoảng hở này nha đó, đây mình có cái khoảng hở chỗ này nè nó để mình uh, lấy giếng uh, trời từ trên xuống đó, nhà vệ sinh thì chủ ốp tường cao ráo hết rồi đó, xem lại không gian phòng ngủ của mình nha phòng ngủ thứ nhất của mình nha quá rộng luôn đó, đài chắc chắn nhà là xây dựng chắc chắn nha Thôi mình qua đây mình nhìn thấy cái nhà đỡ hậu nè nó trên chị mình nhìn thấy ha xíu xíu nè nở xíu là ha rồi đây là công gian của tầng 1 thôi nha tầng 1 và phòng này là phòng phía sau ngay đây, đây có cái cung sắt bảo vệ có cái cửa khung inox, khung nhôm, kính mờ. Rồi ở đây cũng có cái cửa sổ nữa nè. Và phòng ngủ phía trước nè. Cửa vẫn là cửa gỗ nha, mấy cái này mình tận dụng là được nha anh chị. ở cửa gỗ này rất là chắc chắn. Rồi, ở đây có phòng ở đây là nhà vệ sinh thứ tư. Ở dưới trệt cũng có hai cái, đây phòng, tầng này có hai cái nữa là bốn cái này không? ở phòng ngủ thứ ba nha anh chị ở phòng ngủ thứ ba ở đường trà thì mình xem ha chắc chắn nha cửa ra ngoài ban công cửa sắt bốn cánh kết hợp với kính đây cho thuê dưới đây cho thuê đó, nên người ta làm theo kiểu này rộng rãi phòng quá rộng luôn nói cái này không mình chia ra được hai phòng rồi ha anh chị Đó, đài chắc chắn ha cái này về thuận tiện anh chị mình cải tạo sửa chữa là nha lăn sơn nước đổi gạch ha tay theo màu sơn theo anh chị mình yêu thích Đó, sở hữu căn nhà mặt tiền chưa tới 200 triệu mét luôn tổng diện tích đất này gần 80 chục mét nữa vỉa hè trước nhà sát mặt sát quận năm uh, nữa nha lên cầu chữ y là anh chị mình tới quận năm liền trước đây có mấy cây xưa nè ở à, đây có mấy cây xưa nên ở uh, đây có che mấy che cái xưa trước đó thì lấy ánh sáng của cái sân uh, hẻm 6 mặt tiền 6 mét của mình Ở cái vỉa hè 6 mét của mình ha Còn anh chị mình thấy không Chỉ có những cái uh, căn nhà mặt tiền Đường có vỉa hè rộng rãi như vậy Thì nó đã, đã cho mình xây dựng 7 tấm giống như bên đây nhìn thấy không Căn nhà mà xây dựng 7 tấm nhìn uh, rất là hoành tráng luôn Cho thuê kinh doanh thì cũng dễ ha ở đây mà ủy ban dân phường 13 nằm đó rồi phường 3 với ủy dân phường 3 nằm đó rồi, rồi thẳng tới cái gặp cả ba đường tạo quân vũ anh chị mình vô cái chỗ trung tâm uh, siêu thị EON Bình Tân uh, siêu thị EON quận uh, 8 mình uh, sắp làm nè nó đang triển khai nó làm ngay chỗ đường ngay dưới chung cư BGSUH cái gì đó à, cái chung cư đó nhớ là chung cư đó là Tobat City nha anh chị đó, anh chị mình xem lại cái không gian tầng trệt của nhà mình nha, bên kia là một cái phòng lớn bên đây là một cái phòng lớn nha rồi ban công ở đây đó mình có tiền thì mình xây dựng mới bảy tấm còn không thì mình cải tạo sửa chữa mình giữ cái hiện trạng của nhà một trệt hai lầu này để mình sở hữu được cái căn nhà mặt tiền đó, tổng diện tích đất lớn nội hai cái phòng anh chị mình nhìn thấy quá trời rộng rồi ở trên đây là đúc luôn nha nó cái mái che trên này đúc luôn nè anh chị chỗ hồng riêng hoàng công mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị cầu thang này cũng đúc nè này đã gắn đá qua cương ha cái đi đèn led nó dài dài giống như những căn nhà ở quận 11 rồi chẳng hạn nó mấy nhà đẹp đẹp á ta cải tạo rất là đẹp luôn rồi trên đây máy che đúc ha Máy che than, Đà to đùng luôn Rồi cái uh, Sẽ quay cái sân hữu phía sau trước cho anh chị mình nè Gạch ở trên đây cũng lót sạch sẽ hết Bột nước nè Căn đó mặt tiền được đặng chắc Rồi trên đây có làm cái kho chỗ này nè đó, để mình chứa đồ những vật dụng nào mình giờ máy giặt đồ ha mình để lên đây giặt vũ xong đem ra đây phơi gọn gàng tránh mưa tránh nắng nó sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ hướng nhà là hướng tây nam nha anh chị đây hướng tây nam ha một trệt hai lầu đúc bê tông cốt thép hết máy chè than À, tiện anh chị mình về cải tạo sửa chữa ha mua bán ký công chứng sang tên sổ hồng đã hoàn công đầy đủ luôn rồi đúng hiện trạng ha rồi, cái này cũng đúc luôn nha cái này tấm này đúc bê tông luôn nè ở cái sân thượng quá ra rộng luôn nhà nở hậu không lỗi phong thủy xây dựng mới xây bảy tấm mặt tiền đường Âu Dương Lân ở đây xin xin lại cái địa chỉ là 171 đường Âu Dương Lân ha để hai cái hàng xe luôn một cái hàng ngoài rồi trong đây còn giải xe trong đây nữa ha vỉa hè này đúng 6 mét luôn trước đây có cái xưa hai cây này là cây xưa Người ta sân nhà trước nhà mình mát mẻ hướng nhà là hướng tây nam ơi còn bên kia bên kia đường nó xây đúng bảy tấm luôn mật độ sử dụng rất là nhiều luôn mặt tiền phường 2 của quận 8 nữa đường Âu Lân Đường Âu Lân thì từ bắt đầu chính ở đây là được Phạm Mỹ Hiển chạy thẳng ra đây ở bên kia là cái tòa nhà cao tầng đó là công an ủy uh, ban dân phường 3 nó tòa nhà đó ủy ban dân phường 3 rồi cái uh, cái siêu thị sắp mở nằm ngay cái chung cư đó ở ngay chung cư đó đây chạy đây gặp thường tạo vũ chạy ra ngay chung cư đó đó rồi trên đây cái sân thượng này nó cũng uh, lót gạch sạch sẽ cái máy trên đây thì cũng đúc thuận tiện cải tạo lại ba phòng ngủ cực kỳ lớn luôn rồi nó tầng 1, hai cái phòng hai cái nhà uh, cầu thang ở giữa chia hai cái phòng quá trời lớn ở giữa rồi giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này anh chị là 13 tỷ 980 à, giá này còn thương lượng thêm xíu nữa cho anh chị mình mua bán nhanh sổ hồng riêng hoàn công mua bán ký công chứng sang nếu thấy phù hợp thì mình là liên lạc với nhân để xem ha rồi hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha một căn nhà nằm ở mặt tiền đường Âu Dương Lân phường 2 quận 8 con đường nhộn nhịp sôi nổi bậc nhất của quận 8 luôn nhà có chiều ngang là 5 x 20 đó còn phía sau mình ở đậu 5m ha trước nhà 38 một phòng ngủ lớn nè cầu thang ở giữa phòng ngủ phía trước à, phòng ngủ phía trước ha bốn nhà vệ sinh lần nha anh chị ở một tầng trệt này có hai cái ở trên đây trên tầng một có hai cái ha còn hai sân thượng trên rồi máy treo thang ở trên ha một trệt hai lầu anh chị máy treo thang ha sổ hồng hoàn công thuận tiện cải tạo mới cải tạo sửa chữa ha xây dựng mới thì đây mình xây dựng tới 7 tấm rồi nha nhưng xin nhắc lại là nếu nếu mình xây dựng mới với diện tích đất này á, là mình xây được 7 tấm rồi nha anh chị ở vỉa hè trước nhà mình là, là được 6 mét nữa đây cũng phòng ngủ dưới trệt anh chị mình có người lớn tuổi ha có cải tạo phòng ngủ lớn này để cho người lớn tuổi ở phòng ngủ rất là rộng nha cái chợ phòng ngủ là rộng rãi ở trần nhà anh chị mình xem ha cao tới mức như vậy nè vô rất là thoáng luôn rồi nhà vệ sinh nằm ở cuối nhà mình nở hậu 5m sâu vào gần 20m ở trên đường đà nè Đúng hết luôn Anh chị mình về chỉ cần lên sơn nước cải tạo Thay đổi gạch, thay đổi màu sơn đó, Đi những cái chỉ đèn Để đi đèn led nhiều cho là đủ đẹp rồi ừ. Anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha Và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông Để xem được nhiều video ha Và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình nha anh chị Nhà nằm ở mặt tiền đường Âu Dương Lân đó, tiền Lân, phường ở đây là phường 3 của quận 8 nha anh chị. Phường 2 của quận 8 bên kia đường là phường 2, 3, bên đây mình là phường 2. Đó. Trước đây kinh doanh quán cà phê. Nhà sổ hồng, đúc bê tông có phép một trệt hai lầu. Không có lộ giới em giới gì nữa nha. Vỉa hè trước nhà 6 m nha anh chị. Đó, vỉa hè trước nhà mình 6 m ha. Đường tiện kinh doanh nhiều ngành nghề anh à, chị mình thấy không để một chiếc xe máy đây ngoài kia để một chiếc xe máy nữa ha đó. song như hẳn hàng luôn hẳn hàng luôn trước nhà thì xe bảy chỗ chạy qua lại đường nhựa ha khu vực cầu đường nhỏ nhưng mà sôi nằm với mục nhất của quận 8 rồi luôn ha chị mua bán thì chị mình uh, sổ hồng ký công chứng sang tên ha uh, sổ hồng hoàn công đầy đủ ở à, căn bên kia là xây ta bảy tấm rồi chạy lên ngã ba kế là ngã ba đường đẳng chất và đường, đường đẳng chất đi thẳng luôn á mình ra tập phi miễn còn đây cái ngã tư đường xanh đèn đỏ kia là tạo quân vũ thôi mà lên cái chung cư nãy hồi đầu anh chỉ hồi nãy anh chỉ Rồi hiện tại chủ đăng kia căn nhà này là ba tỷ mười ba tỷ chín tám nha cái giá này còn thương lượng thêm xíu nữa cho anh chị ngủ quán nhanh hãy liên lạc nhau. với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 để xem ha.